Hello, xin chào anh em nha. Hôm nay là bước sang ngày thứ 33 ở server của mình và nó đã mở ra tính năng phân thân rồi. Thì ngày hôm nay mình sẽ xả hết 12.700 đảo. À không, tầm phải 14k đảo đây. Bây giờ mình sẽ mua càn quét khiêu chiến yêu vương các thứ luôn để xem tổng số nào của mình lên được bao nhiêu anh em nha. Nốt luôn. Thì mình sẽ hướng dẫn anh em luôn nha. Đầu tiên là phải leo tháp cái đã anh em ơi. Lên luôn. Đấy. Cứ leo bình thường thôi. Mấy cái này thì khá là đơn giản. Tiếp tục là lên. Lên nóc nhà. Bắt con gà. Rồi. Tiếp tục phải lên được mấy cái nấc thang cuối cùng này thì chúng ta sẽ cần phải hoàn thành thử thách. Đầu tiên là chặt cây 1.000 lần này, khiêu chiến đấu pháp 10 lần và kích hoạt huyết mạch 100 lần. Hình như là mình cũng hết vé đấu pháp rồi. Thế thì cứ phải auto chặt cây đã anh em nhá. Khi chặt cây thì chúng ta sẽ có vé đánh đấu pháp. Rồi, bây giờ thì sẽ đi kích hoạt huyết mạch 100 lần. Để kích hoạt được huyết mạch thì rất là đơn giản. Vào trấn yêu tháp, búp dự kiến, bật lên, khiêu chiến nhanh, chọn nhanh cái. Đấy, thế là bây giờ mình đã có khoảng bao nhiêu rồi? 178 luôn rồi. Khai ngộ phát xong. Bây giờ là ấn tự động. Ok, đấy. Thế là bây giờ nó sẽ tiêu hao đến bao giờ nó hết cái số này thì mình sẽ hoàn thành được hai cái nhiệm vụ. Ôi ôi, ngày hôm qua không có vé mà đánh đấu pháp bởi vì mình vẫn tích lũy đảo mà. Hạng 623. Bây giờ thì mình sẽ khiêu chiến thử vài trận nha anh em nhá. Ok, may quá. Thành ra là bây giờ khiêu chiến lại dễ anh em ơi. One shot one kill cực kỳ là ngon lành kỳ nào nha. Đây rồi anh em ơi. Thì bây giờ nhiệm vụ của mình đã làm được hai cái rồi. Một là chặt cây 1.000 lần, hai là kích hoạt huyết mạch 100 lần xong rồi nhá. Còn nhiệm vụ đánh đấu pháp thì mình cũng đã đánh được 9 trận rồi, còn trận cuối cùng nữa. Thế là ok luôn này. Thế là có ba cái nhiệm vụ hoàn thành cực kỳ là dễ. Nhiều anh em cứ hỏi là làm thế nào để làm được cái nhiệm vụ đấy thì nó rất là chi là đơn giản luôn. Sau khi làm xong ba nhiệm vụ đấy thì mình sẽ có thể là leo những nấc thang cuối cùng với anh em ạ. Và bây giờ là nấc cuối cùng đây. Thì thông thường là ưu tiên là hết pay hiện tại trên 50% để tăng cho bản thân 10% công. Thế như anh em nào mà trên né những cái kiểu đấy, choáng các thứ thì nên chọn ưu tiên. Thì mình chọn ưu tiên anh em nhá. Oskela, bây giờ trong phân thân này là có 3 bộ dương thần các kiểu âm thân. Thì bây giờ sẽ chuẩn bị build một số những cái môn phái. Một là môn phái hút máu, hai là môn phái choáng anh em nhá. Đấy, build thì cho nó chất chơi người rơi thử môn phái hút máu xem như thế nào. Bây giờ trong phần tự động này mình sẽ phải cài đặt lại thôi. Thì mình sẽ không ấn ở đây đồng thời nữa mà mình sẽ ấn bỏ luôn. Cứ yêu lực trang bị tăng là mình sẽ lấy nha anh em. Vẫn là từ linh bảo 2 sao trở lên thôi. Chiến thôi anh em. A few moments later. Nếu như anh em cảm thấy cái tỷ lệ mà ra cái món linh bảo 2 sao nó thấp quá thì anh em hoàn toàn có thể tạm dừng lại nhé. Nãy giờ là mình thấy ít ra món linh bảo 2 sao quá. Mình giảm cái tiêu chí xuống còn linh bảo 1 sao đi thì mình nghĩ là có lẽ nó sẽ ok la hơn. Đây, thì anh em có thể nhìn thấy cái món đầu tiên là linh bảo 2 sao mình nhận được nhá. Hút máu luôn này, 21,6% luôn. Kinh chưa? Hàng né luôn anh em nhá. Tăng tận 441k. Đấy là so với cái một phái liên bảo của mình nha. Thì bây giờ mình sẽ vào cái phân thân này, mình chuyển sang môn phái dương thần, sau đó mình ấn ra trận này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ tắt đi và chọn cái môn phái, cái trang bị đấy, tăng phát 563 vạn cho cái môn phái luôn. Bây giờ lại tiếp tục quay trở lại cái phần nguyên thể, mình ấn ra trận nhá. Tiếp tục là mình sẽ chặt. Và mình khuyên anh em là hôm nào đến ngày thứ 33 mà xả đào để build phân thân, anh em nên mua một vài gói mì tôm các kiểu con đà điểu, sau đấy để đấy ăn luôn anh em nhá, bởi vì nó lâu lắm. Phản công cũng ngon nhưng mà tiếc là mình sẽ không build phản công ở trong server này nhá, tách luôn. Ủa nãy giờ mình cũng đã rơi ra 6 cái vé chơi chiến đấu pháp rồi, mượt phết á. Còn nếu như anh em cũng đang cần tìm một giả lập chơi game trên PC mà vừa mượt vừa nhẹ lại còn có thể auto treo máy thì nhớ tải LD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhá. Ơ né à, còn tách luôn. Ôi, tiếp tục là môn phái phản công với 818k điểm yêu lực nhưng mà lại phải tách anh em ạ, chán ghê. Cứ mỗi lần nó build hút máu hay là cái gì khả năng nói to quá, admin nó nghe thấy sao nó chủ ẻo nó đích cho ra. Những cái lần mà mình build phản công hay là build né thì cho ta toàn hút máu. Bực thực sự luôn, cú vãi cả trưởng luôn ạ. Không biết là ngày mai khi mà mình đăng cái video này lên thì Pháp hay là Tây Ban Nha sẽ thắng đây. Bây giờ là 1:37 và mình đang chờ nốt khoảng 23 phút nữa để đến trận đá bóng đấy để mình xem luôn. Thôi nếu như thời điểm mà mình đăng video lên mà Pháp thắng thì anh em ấn đăng ký kênh nhé. Còn nếu như Tây Ban Nha thắng thì anh em ấn like nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ui choáng này, ngon rồi. Vừa nói xong, bây giờ nguyên thể này. À phân thân quên. Bây giờ mình chuyển sang âm thân nha anh em. Bởi vì là mình nhớ là cái âm thân là build choáng nha. Tránh trường hợp là build nhầm lẫn chết đấy. 649 vạn. Ok, đấy, thế là âm thân là choáng này, dương thần là hút máu này, nguyên thể là liên bạo này. Đây, tình hình là mình chặt được khoảng hơn 6.000 đào rồi thì mình cập nhật cho anh em một tí nhá. Đấy, có thêm món hút máu nữa đúng không? Thì hiện tại trong cái tự động này nếu như anh em mà cài đặt lúc đầu bỏ cái phần đồng thời này đi nhá, đấy chỉ là như thế này thôi mà tỷ lệ nó ra kiểu nó bị đuổi quá, anh em kiểu bị đen quá thì anh em hoàn toàn có thể build giống mình luôn là all in và hai cái choáng như là hút máu chọn cái đồng thời nhá. Còn khi chặt cây thì vẫn chọn ở cái mục mà nguyên thể của anh em này, cái bộ mà anh em đã build từ trước rồi ấy. Đấy, bây giờ có hút máu rồi đúng không? Bây giờ lại ấn ra trận này, mình vừa ra một cái món nữa xin sau bỏ phết, hãy cập nhật cho anh em tí đấy. Nhiều chỉ số nhưng mà cái phần trăm này bị giảm đi buồn thế, nhưng không sao cứ tăng là được rồi. Đây thì cập nhật sơ qua cho anh em sau khi xả 6.000 đào sẽ được
một cái bộ này thiếu dày găng pháp khí bí bảo tím vật, nói chung là được một nửa. Tái yêu lực cũng được 7.600 vạn rồi. Bên này âm thân thì cũng tương tự ấy, 8.500 vạn nữa, thiếu 3 món nữa thôi. Quá là đơn giản luôn anh em ơi. À đúng rồi, lúc nãy ấy, thì mình đã build được cái môn phái hút máu của mình full rồi. Tuy nhiên là môn phái choáng của mình thì còn thiếu một món. Thế thành ra là trong phần cài đặt mình đã all in luôn vào choáng anh em nhé, không lấy hút máu nữa. Thì với cách build này của mình thì trong ngày hôm nay mình hoàn toàn có thể build thêm được 2 môn phái phân thân hoàn chỉnh nữa luôn anh em nhé. Rồi, lại tiếp tục là chuyển sang âm thân nào. Đây rồi, ôi đúng là một cái món cuối cùng mà mình cần cho cái môn phái âm thân này luôn. Dê, thế là 3 môn phái của mình đã đều full trang bị rồi. Bây giờ bắt đầu cái quan trọng này, tức là build cái chỉ số phụ. Thì giờ nếu như mình chơi hút máu thì mình sẽ chơi kháng choáng. Còn nếu như mình chơi choáng đây thì mình sẽ chơi kháng né. Nếu như kẻ địch chơi né thì mình sẽ lôi môn phái choáng của mình ra. Còn kẻ địch mà chơi choáng thì mình sẽ lôi môn phái hút máu của mình ra. Nhưng mà do cái phần linh thú của mình đang build về âm chu tức trước rồi, thế thành ra là mình phải build môn phái choáng trước anh em ạ. Thế là bây giờ mình sẽ cài đặt ở âm thân anh em nhá. Và trong phần cài đặt này vẫn tiếp tục là tốc 3 cái thể lực ở đây này, tăng tốc chặt này, dừng khi thiệp yêu chiến đầy này, dừng khi trang bị tăng này, có linh bảo 1 sao trở lên này, thuộc tính này. Đây là choáng này. Ở bên này thì mình sẽ chọn cái kháng né anh em nhé. Còn cái hoặc dưới này anh em có thể chọn là hút máu và kháng choáng. Ok, tích vào đây. Thế anh em có thể hiểu cái cài đặt này như sau này. Dừng khi yêu lực trang bị với phẩm chất linh bảo 1 sao trở lên và lực chiến tăng lên, đồng thời thuộc tính của nó là choáng kháng né hoặc hút máu kháng choáng, thì nó sẽ dừng lại. Ok chưa anh em? Bây giờ thì mình sẽ ấn bắt đầu nhá. Với cái tiêu chí này thì cái tỷ lệ để mà xuất hiện những món đồ này nó sẽ khó hơn một chút. Nhưng mà không sao, mình vẫn còn 5.000 đào, hy vọng rằng sẽ ra một vài món ngon ngon chị trò con bò anh em ơi. Và đây rồi anh em ơi, với một món đầu tiên là choáng có giảm đi một chút nhưng mà có thêm chỉ số kháng né rất là ngon nha. Thì mình phải check lại đã, âm thân của mình đúng không? Âm thân đang là choáng rồi. Thì bây giờ mình mới thay nhá. Tránh trường hợp thay nhầm mà hút máu rồi. Ôi rồi đấy anh em ạ. Tiếp tục là auto nào. Ui. Pha này mắc ping thôi anh em, ra phát món linh bảo 4 sao luôn nhá. Hút máu 87% và kháng choáng luôn. Ôi giời, nó cứ phải gọi là hợp lý anh em ạ. Đó. Chết mẹ rồi. Đây là môn phái gì? Hút máu. Ờ đúng rồi, hút máu. Ủa thế lúc nãy mình có build cái nào vào cái choáng không đấy? Holy shit. Ok. Ôi à. Ôi may quá. Nãy mình build đúng rồi anh em ạ. Tưởng là vỡ mồm con chó sồm, may quá. Ở đây bên này thì mình cũng tương tự, mình lấy luôn linh bảo 1 sao này, mình cài luôn nhá. Đến khi mà đổi đi đổi lại đỡ một thời gian ấy. Dừng khi lực trang bị tăng, đây là choáng kháng né. Còn đây là hút máu và kháng choáng. Ok, dừng khi điệp tăng. Ok. 3. Rồi, như vậy là ok đấy anh em ạ. Lại tiếp tục chat thôi. Giật mình, tưởng ngoánh nhầm thì ôi rồi ôi vỡ mồm. Ôi, cuối cùng thì cũng gần xong rồi anh em ơi. Chỉ còn lại 191 đào và mình vừa mới nhận thêm được cái món hút máu. Đấy, và có kháng choáng nha anh em. Thì mình đã chuyển sang bên dương thần của mình rồi. Thì bây giờ mình sẽ thay luôn nha. Cái món cũ là kháng bạo, tuyệt cả là vời luôn. Ồ, tăng được khá nhiều yêu lực anh em ạ. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục chặt nốt 191 đào còn lại nhá. Thì trong lúc chặt đào đấy thì mình sẽ review luôn cho anh em nha. Hôm nay video ra hơi muộn thì anh em thông cảm, bởi vì là xả hết 14k đào nó lâu quá trời quá đất luôn. Nó ngoài cái tầm kiểm soát về thời gian của mình luôn á. Thì hút máu là 216,7%. Và ở đây thì nó có một chỉ số kháng choáng là lên đến 143% rồi anh em ơi. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang bên phần âm thân nha anh em. Âm thân này. Rồi chuyển sang âm thân thì phải bật auto lại cho anh em xem luôn này. Choáng của mình thì cũng lên được 225,7%. Và đây cho anh em xem phần kháng né của mình cũng lên được tận 181,2% rồi. Như vậy cũng rất là tuyệt vời rồi nha anh em ơi. Dần dần thì mình cứ ép cho đồ nó lên kháng thật là cao, thì lúc đấy chúng ta đi nó sẽ ổn áp và ngon lành cành đào hơn nha anh em. Ok, như vậy là hết sạch xanh xanh đào rồi. Và những ngày tiếp theo thì cũng rất là quan trọng, bởi vì chúng ta còn cần rất là nhiều đào nữa thì mới có thể build cho hai cái phân thân của mình nó hoàn chỉnh được. Khi mà chỉ số chính rồi nhưng mà nó còn liên quan đến chỉ số phụ, và khi mà chỉ số phụ ok rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục là điều chỉnh cho những cái phẩm chất trang bị nó tăng dần lên. Ví dụ như linh bảo 1 sao mà full cái chỉ số choáng kháng né tất tần tật ở đây rồi thì mình sẽ chuyển lên cái món là linh bảo 2 sao, sau đó lại choáng kháng né. Cứ như vậy đến khi nào mà đầy đủ hết những cái bộ phân thân bao gồm là choáng cũng như là hút máu của mình thì nó mới ổn áp được nhá. Cái thứ hai cũng cực kỳ là quan trọng mà hôm nay mình chưa nói đến là trong cái phần huyết mạch thiên tiên. Chúng ta mới chỉ nói đến phần trang bị, nhưng trong cái huyết mạch thiên tiên này nó cũng sẽ cung cấp cho chúng ta một số lượng chỉ số về choáng này, hút máu cũng như là kháng né kháng choáng cực kỳ nhiều luôn anh em ơi. Thế cho nên là mình sẽ tiếp tục tích lũy và build lại. Nhưng bởi vì là tài nguyên của mình thì chưa có nhiều, cũng như là thời lượng video cũng ok rồi. Thôi thì cái huyết mạch này mình sẽ chia sẻ cho anh em ở những clip tiếp theo nhé. Anh em đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như là bật chuông thông báo, ấn like video để không bỏ sót video tới nha.